lại đi. Nãy xùi quá mẹ ơi. Trời, hôm nay ông hên quá vậy. Nãy giờ thấy ông ăn hoài à. Cho tôi cán một cây đi. Nè. Mày thuộc bọn nhóm nào mà dám tới đây phá sông bạc của tao? Mày dám đụng tới lực lượng của bố già Thi, coi như mày tự chuốc họa vào thân rồi đó. Bố già Thiết có khả năng sở hữu một túi kim cương, trong đó có một viên kim cương xanh vô giá thuộc sở hữu của hoàng gia mà các băng nhóm giang hồ nước ngoài đang truy tìm ráo riết. Về bảo lại với bố già, tao không có oán thù. Tại sao phá chỗ làm ăn của tao? Tao muốn câu trả lời, biết chưa? Được, mày ngon. Đi. Vì sao không tạo điều kiện cho gặp chứ? Bắt làm việc tế lễ rồi quên luôn, rồi không còn giá trị tình cảm hay sao? Mắt mũi đi để ở đâu vậy? Đuôi sao mà đụng người ta vậy hả? Mày nói gì? Cái gì? Mày tính đánh tao hả? Mày có ăn gan trời mới dám đụng tới vợ bố già Thiết? Tao thách mày đó, đánh đi. Đánh đi. Buông ra. Ông chủ, có tình khẩn cấp. Chuyện gì? Nói liền. Người của chúng ta báo lại là bà chủ bị bắt cóc. Theo tình hình cho thấy thì tôi bắt cóc chủ yếu là muốn dụ tên bố già Thiết ra khỏi hang ổ. Khốn kiếp, tụi nó là dốt lão mà dám đụng tới Hà Bắc hả? Tên bố già Thiết này khuấy động giang hồ bao nhiêu năm nay, gây thù chuốc oán cũng không ít. Theo như tôi nghĩ thì bọn chúng muốn trả thù cá nhân. Nhưng điều quan trọng nhất là... Là gì? Còn chuyện gì tệ hại hơn nữa hả? Bọn bắt cóc bà chủ hăm dọa, nếu như tên bố già Thiết không đích thân đến nạp mạng để cho bọn chúng rửa nhục, bọn chúng sẽ không tha cho cậu chủ Thạch Anh đâu. Quý lỏng người, thằng mọi giá phải cứu cho được bà chủ và bảo vệ sự an toàn cho cậu Thạch Anh. Dạ. Lì nhanh đi. Dạ. Tụi bay đi. Đại ca, liệu hắn ta có tới hay không? Nếu hắn ta tham sống sợ chết mà không tới á, thì uổng công đại ca bắt con cá lớn này rồi. Mày tưởng ai cũng ham sống sợ chết, bỏ mặc vợ con như mày hả? Tao đảm bảo hắn ta sẽ tới. Tao nghe danh hắn ta từ lâu rồi. Dù sao hắn cũng được gọi là bố già, không phải chỉ là ngư danh thôi đâu. Nếu hắn ta thật sự xuất hiện thì đại ca tính làm sao? Mình phải xử lý cho tận gốc chứ đừng có mũi lòng, để rồi gây ra tai họa đó. Không ngờ mày là thằng cờ bạc ham sống sợ chết mà bây giờ nắm trong tay con át chủ bài của bố già, cũng muốn chơi cho tận gốc. Mày thiệt, đúng là đệ tử ruột của tao mà. Em biết rồi đại ca, em chỉ nghĩ với đại ca thôi, chứ để hắn ta bám theo phá phách sòng bạc mình hoài thì mình còn làm ăn gì được nữa. Tao sợ thì đã không động tới con vợ của bố già. Trời ưu đãi, khi không mà bắt được con cá bự, tự chui vào đó. Nửa ngày rồi, sao chưa có tin tức hồi đáp của bố già vậy? Lạ thì chứ. Ông chủ, tôi đã cho bọn đàn em sẵn sàng hết. Nếu cần lục tung cái Sài Gòn này lên để tìm bà chủ, tôi cũng sẽ làm. Dạ chú. Sao rồi? Bọn chúng đưa vợ tôi tới chỗ nào? Dạ, đã tìm được tung tích của bà chủ. Cũng may là bà chủ dùng chế độ định vị trên điện thoại, ở khu vực ngoại ô, gần cơ sở sản xuất vậy. Cậu và mấy đứa tới đó, giải cứu giúp vợ tôi đi. Dạ. Ông chủ đi chứ. Cậu còn chưa biết vợ tôi sao? Nếu bà ấy không muốn thì bọn tép riêu đó có thể chạm tay vào bà ấy chắc.
Coi như lần này bọn chúng tạo cơ hội để bảy bắt tôi chứng minh tình cảm của mình. Xem ra bảy cần phải cảm ơn bọn chúng mới đúng. Nói gì thì nói, tôi nghĩ lần này ông chủ nên đi. Bởi vì ông chủ là người trọng tình cảm gia đình hơn ai hết. Cho nên... Cậu còn chưa đi sao? Dạ. Để có gọi thêm mấy đứa thân tín nữa đi giải cứu cho bà chủ. Anh đứng lại. Nếu như tôi không cố tình ngồi ở đây đọc sách thì anh còn muốn tránh mặt tôi tới chừng nào? Chân tôi không còn đau nữa. Bác sĩ nói là cũng may á, là do băng bó kịp thời. Cảm ơn anh nhiều. Tôi không giúp gì được cho cô. Chuyện ngày hôm đó tôi nghĩ cô quên đi. Nhưng mà ba... Cao Bằng. Dương, tôi đã đồng ý đặt cách cho cậu về đây ở chung với dì ruột của mình. Ít ra cậu phải quan tâm bảo vệ dì ruột của mình chứ. Dạ. Tôi không hiểu tại sao cậu còn có thể thảnh thơi ở đây trong khi dì ruột của cậu đang nằm trong tay của kẻ bắt cóc. Vừa nói sao? Ba, ai bắt cóc hả ba? Con không hiểu gì hết đó ba. Chuyện này không liên quan đến con. Dương Cơ, con lên phòng trước đi. Nhưng anh Bằng. Một con người kỳ lạ, một thứ lễ nghĩa nửa nạt nửa mỡ, thiết là không hiểu nổi. Ba à, đã xảy ra chuyện gì? Ba đừng có giấu con. Ba cho con biết đi có được không? Dì ấy không có chuyện gì đâu. Dì Băng gặp một chút phiền phức sẽ ổn thôi. Con đừng quá lo lắng. Đại ca, coi bộ bố già không tới rồi. Đại ca tính sao? Sao mày cứ làm bầm hoài vậy? Cái miệng lại đi. Chờ hoài không tới nên em cảm thấy sốt ruột thôi. Không biết chẳng có tới hay không. Không phải đại ca nói là hắn sẽ tới hay sao? Coi bộ lần này đại ca sẽ làm rồi. Không lẽ thằng Chả mang danh là bố già dám tới phá sông bạc của tao? Bà lại hèn nhát như vậy à? Nếu đúng vậy thì ngày mai những lời truyền tụng về bố già trong giới giang hồ sẽ hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần một chút nhẫn nại có thể hạ gục danh tiếng của kẻ uy tín trên giang hồ như bố già Thiết. Tao nghĩ cũng đáng lắm chứ. Thật đáng tiếc, tôi còn định để bà chứng kiến cảnh chồng bà bị tùng xẻo. Nhưng không ngờ bà lại bị thế vô chỗ đó. Đáng tiếc thiệt. Tao khuyên mày đừng nên đụng tới tao. Nếu như mày chưa muốn chết một cách thê thảm nhất. Không hổ danh là vợ của bố già, đến lúc chết cũng còn khả năng làm cho người ta phấn khích lên như vậy. Cha cha, bây giờ phải làm sao đi ta? Đại ca, đại ca tính xử bà ta thật hả? Mục tiêu của chúng ta là bố già mà. Nếu mình làm lớn chuyện sẽ không hay đâu. Mày im đi. Đây là chuyện ân oán giữa tao và thằng Trả. Mày không có đủ tư cách xen vô, hiểu chưa?
Mày là thằng dám gọi ông chủ tao tới đây đổi mạng hả? Phải, tao cần gặp Bố Già Thiết. Hắn không dám tới à? Để xem mày có bản lĩnh gì không nè. Gì? Dừng lại. Trả lại cho mày những gì mày đã nợ tao. Bây giờ tao tặng cho mày một món quà giá trị. Cái gì? Gì à? Như vậy đủ rồi. Chở về tới một nơi rất gấp. Dạ. Tha bằng chó cho mày đó. Cậu tính để tôi chết rồi mới tới nhận xác hay sao? Xin lỗi bà, sáng nay tôi đưa Thạch Anh tới trường như thường lệ. Vì bà nói hôm nay không cần tôi theo bảo vệ, cho nên... Ngay cả chồng tôi cũng không chịu tới để cứu vợ. Tôi còn mong gì ở một người chỉ biết bảo vệ để lãnh tiền như cậu chứ. Chở tôi tới trường của Thạch Anh nhanh nhất, tôi cảm thấy không an tâm cho lắm. Dạ thưa chú, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Bà chủ đã về nhà bình an vô sự. Phía thủy sản Hoàng Gia đã chấp nhận yêu cầu của chúng ta, dù họ biết rất rõ đây là điều kiện có lợi cho chúng ta nhiều hơn, chứng tỏ họ rất cần giao dịch này. Theo tôi thấy, họ cũng chỉ là đang dò xét thôi. Vì giá trị hợp đồng khởi điểm chỉ có nửa năm, nếu như chúng ta không phải là một cần câu nhiều mồi, họ chắc chắn sẽ nhả ra để đi tìm một cần câu khác. Cậu phân tích rất có lý. Trong vòng một năm, tôi muốn nắm trong tay toàn bộ quyền kinh doanh của công ty phân phối mới do Thủy sản Hoàng Gia đầu tư. Đây có phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với cậu đúng không? Dạ, trên thương trường thì tôi là một người còn non kinh nghiệm, nhưng thực tế sẽ chứng minh tất cả. Nếu không thử thì làm sao biết được khả năng của mình, đúng không ông chủ? Cậu nói rất hay. Trong quá trình tiến hành dự án, tôi rất có lòng tin với cậu. Được rồi, cậu cứ tiến hành theo kế hoạch của chúng ta. Cần gì cậu cứ báo lại. Dạ, tôi biết rồi. Cậu ra ngoài trước đi, tôi có việc cần bàn với Dương Dũng. Dạ. Thế nào rồi, đã xác định danh tính của bọn chúng là ai, muốn gì chưa? Dạ rồi thưa chú. Đúng như bọn chúng tự nhận, bẻ chột cầm đầu một sòng bài khá lớn trong khu vực. Nếu con đoán không lầm thì nó cũng béo bở lắm. Hắn ta muốn vào mặt tôi vì sợ mất cái sòng bạc vốn là cần câu cơm. Dạ, một phần là có sự khích bác đằng sau của một ai đó. Có một ai đó. Rồi tôi sẽ biết. Giờ tôi hẳn đã về nhà an toàn rồi chứ? Dạ, bà chủ đi về xe của Cao Bằng. Có vẻ như là bà chủ
không tin tưởng con lắm. Bất chấp Cao Bằng đến giải cứu muộn, nhưng mà chủ vẫn muốn về xe của hắn. Chuyện cần làm thì tụi bay không chịu làm. Để cho mọi thứ nó xảy ra như vậy, tụi bay vui lắm phải không? Vậy bây giờ còn thằng đàn em của tôi thì sao? Nếu như mà nó bị lưu đày biệt xứ thì ông tính sao đây? Cái gì? Mày hỏi tao? Bây giờ tao phải chịu trách nhiệm về sự ngu xuẩn của nó hay sao? Đúng là nó ngu xuẩn thiệt đó. Nhưng mà bây giờ mình đang làm chuyện liều mà. Nó không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Dù gì nó cũng đã vì anh chui vô hang cọp rồi. Tại sao không quan tâm nó? Quan tâm nó? Mẹ cái thân của tao nè, tao còn lo chưa xong. Mày còn dạy tao sống vì cộng đồng. Tiền của tao thì mày nhận. Lúc nào mày cũng nói hay lắm. Mày nói là phi vụ nào cũng làm được, cũng thành công. Rồi bây giờ mày bắt tao phải chịu trách nhiệm hả mày? Bình tĩnh đi anh Quay, bớt nóng đi mà. Nè, thật ra cái thằng đàn em của mày hy sinh cũng tốt. Mày có lòng thương đàn em là điều tốt, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ, tùy cơ ứng biến, chứ không phải lúc nào cũng thể hiện được. Thằng đàn em của mày nó dính dấu rồi, bọn trung méo không dễ dàng tha cho nó đâu. Còn mày, từ nay mày phải cẩn thận, làm chuyện gì cũng phải có suy nghĩ, không thôi mày cũng chết thôi nó đó. Nếu có đánh thì phải đánh thẳng vào mục tiêu là muốn giả thiết kia kìa. Phải đánh chớp nhoáng, hoàn thành kế hoạch ngay. Vậy mà tụi bay làm cái chuyện nhục nhã quá. Đối với một đứa con gái mà đối phó cũng không xong, vậy mà mày đặt đòi lấy túi kim cương. Thôi được rồi, mày lấy mặt đi, tao muốn nói chuyện với anh Quay một chút. Anh Quay, em một cách này. Sao chúng ta không tìm người cài vào bên trong nội bộ của bố già Thiết để làm nội gián? Có thể như vậy mình sẽ dễ dàng tìm được tung tích của viên kim cương sao? Tao cũng từng nghĩ ra cái chuyện đó. Nhưng mà mày thử nghĩ đi, bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Người nào trong nhà này đang gặp nguy hiểm? Nếu không phải là mình thì bà đã không gọi anh Cao Bằng để khiển trách. Vậy không lẽ là... Dạ cô Hai. Dạ. Ông chủ mời cô xuống ăn cơm. À, dạ con xuống liền. À phải rồi, dì gọi giúp Ruby xuống giùm con luôn nha. Từ chiều lúc mà nó đi học về tới giờ sao con không thấy nó? Dạ cô ba không có ở nhà. Mấy ngày nay cô ba ở trường nội trú mà. Nhưng mà hôm nay là thứ sáu, thông thường các trường nội trú đều cho học sinh về nhà hết. Vậy tại sao chưa thấy Ruby về nhà? À, xin lỗi cô Hai, chuyện này tôi cũng không biết nữa. Cô Hai nhớ xuống ăn cơm nha, ông chủ chờ. Dạ. Nó chưa về nhà, vậy nó đi đâu? Bữa nay mẹ nấu cho con món con thích nhất đó. Thì cái mẹ, vậy mình về lẹ đi mẹ, con đói quá. Thôi đi về đi. Thank you.
thứ ba con mới về. Bọn chúng không làm gì em chứ? Anh muốn biết em có bị thương tích hay không? Tại sao anh không tới chứ? Em còn tưởng anh nghe tin em bị bắt cóc là vội tới liền. Quá ra là em chỉ ảo tưởng. Em lầm mà. Bình an là được rồi. Chẳng phải quan trọng là kết quả hay sao? Dù sao thì em cũng bị trói tay, bị buông lời sỉ nhục cả ngày. Để lộ ra ngoài chuyện anh không tới cứu vợ anh, liệu người ta sẽ nhìn anh với cặp mắt như thế nào đây? Anh thì không quan trọng điều đó. Anh sống bằng đôi mắt của chính mình, chứ không phải bằng mắt của thiên hạ. Em thì không sao, nhưng mà Thạch Anh nó rất sợ. Chủ như con đã xảy ra chuyện gì, anh nói em phải sống làm sao? Ít ra thì anh cũng phải cho người tới bảo vệ con mình chứ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thạch Anh nó vẫn bình thường, không hề sợ hãi. Em không thấy sao? Thạch Anh, con nói đi. Con nói cho ba con biết là con sợ hãi tới mức nào. Thạch Anh à, sao? Con nói cho ba nghe, con lo sợ làm sao? Dạ, có gì đâu. Thì con nghe tin mà chị hai, rồi giờ đến mẹ, bị bắt cóc. Con thấy lo thôi à. Nếu con muốn á, thì ba sẽ cho người bảo vệ con. Nhưng như vậy thì con cũng không được tự tiện làm bất cứ điều gì mình thích. Rõ chưa? Không cần đâu. Tối ngày bị cấm đoán với chị hai, không có hứng thú, không được chơi thoải mái. Thà con chết còn hơn. Thôi con đi vô, tắm rửa ăn cơm đi. Ok. Thì tụi nhỏ nó đã quen với cách nói chuyện như vậy rồi. Thôi, em vô tắm rửa rồi ra ăn cơm. Tìm gì vậy? Sao con lại đứng đây? Con vô nhà ăn cơm đi. Dì Sáu con nấu mấy món ngon con thích đó. Ba à, tại sao giờ này mà Ruby nó vẫn chưa về hả ba? Ba, con đã xin ba là đừng đưa em vô trường nội trú rồi, vậy mà ba cứ khăng khăng đòi cho em vô là sao ba? Đưa nó vô trường nội trú đó là ý của tôi. Cô đừng có trách ba cô như vậy. Học trường nội trú cũng đâu có gì là không tốt, mà nó cũng lớn rồi, đi đi về về học hành sẽ không được tập trung. Huống hồ ở nhà đó cũng đâu có làm gì được đâu. Tối ngày chỉ biết khóc lóc ủ rũ thôi. Dì Băng, dì là người lớn, dì đừng có nên nói dối như vậy. Dì thừa hiểu vì sao mà Ruby nó lại ủ rũ đến như vậy. Dì Thạch Anh suốt ngày ăn hiếp Ruby, khiến cho con bé sống khổ sở trong chính ngôi nhà của mình. Bây giờ dì còn nói như vậy hả? Dì không thấy mình quá đáng hay sao? Cô nói quá lời rồi. Ruby nó đâu phải là con nít mà ai muốn chọc thì chọc. Hôm nay là thứ Sáu, học sinh trường nội trú, đứa nào cũng được về nhà. Tại sao giờ này Ruby vẫn chưa về? Dì trả lời tôi biết đi. Tại sao vậy hả? Tôi không biết. Hôm nay tôi cũng rất mệt, không hề sung sướng gì để nhớ chuyện em cô đang ở đâu. Có khi nó về rồi và đang học bài trong phòng thì sao? Dì thiệt là người không có trách nhiệm. Ba, con đã nói là ba cứ cho em cái điện thoại, đến khi cần thiết là có thể liên lạc được. Vậy mà ba cũng không cho nữa. Có phải em cố tình không tới đón Ruby không? Em muốn nó ở trường một mình, trong khi những đứa trẻ khác được phụ huynh đón về hả? Anh còn trách em sao? Anh đã biết hôm nay em gặp chuyện gì, vậy mà còn trách móc em hả? Ba, ba gọi cho bất kỳ tài xế nào tới đây liền cho con. Con muốn đích thân đi đón em con. Con ở nhà đi, ba sẽ sai người đi đón em. Không, con muốn đi cùng. Ruby là em con, nếu chỉ bấy nhiêu đó mà con làm không được thì con đâu có xứng đáng làm chị của nó. À, Kim Cương. Alo. Thank you.
Nè, nè, sao lại ngồi đây? Ủa, trường học đóng cửa rồi mà sao không về? Ham học dữ vậy luôn hả? Mai á, tới xếp hàng học sớm ha. Nè, có chuyện gì hả? Đứa nào ăn hiếp mẹ phải không? Sao ngồi đây khóc? Em chờ người nhà tới đón. Trời, công chúa vừa thôi, chờ người nhà mà ngồi đây khóc trời. Nè, ăn không? Món này mày ăn bao giờ chưa? Tao mới ăn lần đầu á, ngon dã man luôn. Ăn đi. Chị cho em hả? Ừ, thử đi, ngon lắm. Nhưng mà chị có hại em không? Rồi, ăn đi. Ừ, cầm. Sao? Ngon không? Ngon quá à. Món này là gì vậy chị? Sao lạ quá vậy? Tao cũng mới ăn lần đầu. Ngon hả? Ừ. Ủa, ở nhà má mày không làm món này cho mày ăn hả? Cái món này á, nghe nói là mấy bà mẹ mà hay làm cho mấy đứa con lắm. Chỉ có những đứa không có mẹ như tao thì mới đi mua ăn thôi. Gì vậy? Em cũng đâu có mẹ đâu. Vậy thôi mẹ ăn đi, ăn nóng nó mới ngon. Đừng có mắc cỡ, tao ưu tiên cho những đứa không có mẹ đó. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ. Nè, bộ mày đói lắm hả? Trời ơi, ăn mặc đẹp đẽ như vậy mà bị bỏ đói. Thôi ăn đỡ đi. Anh đang trách em trước mặt các con anh để lấy lòng tụi nó đúng không? Anh thừa biết tụi nó bắt cóc em suốt cả ngày trời, bộ em sung sướng lắm sao? Vừa thoát ra khỏi chỗ đó, anh nghĩ là em còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện khác hay sao? Nếu chuyện khác thì anh không nói. Trường của Thạch Anh cách trường của Ruby bao xa? Vậy mà em không thể rước con bé. Em nên nhớ, tư cách đầu tiên của em vào nhà này là làm mẹ của Ruby. Tại sao anh không hỏi lại nó, có bao giờ nó coi em là mẹ ruột của nó hay không? Hay trong căn nhà này chỉ có ba nó và chị gái nó thôi? Thôi, gần 8 giờ tối rồi, em gọi cho cô giáo của Ruby thử coi nó đang ở đâu, anh sẽ cho người đến đón. Em không có số. Tại sao em lại không có số? Hà Băng, anh không hề hỏi han em chuyện chăm sóc các con vì anh tin tưởng ở em. Nhưng bây giờ thì sao? Anh cưới em về chỉ để hầu hạ các cô con gái cưng của anh thôi sao? Anh mong muốn trong căn nhà này thực sự là một gia đình. Nhưng hôm nay anh mới hiểu, sự chấp giá để tạo nên một gia đình hoàn hảo, đó là một thứ vô cùng xa vời. Hả? Có sao không vậy? Có sao không? Có sao không? Được rồi, được rồi. Ăn từ từ thôi. Em ăn hết của chị rồi, chị có thấy đói không? Cứ ăn đi, chút về mua khác ăn. Em cảm ơn chị nha, chị tốt bụng quá. Thôi ăn đi, nói nhiều quá. Nè,
Mày ngồi ở đây ăn xong rồi mày chờ nhà tới đón nha. Tao về trước ạ. Em cảm ơn chị nha. Không có gì. Dạ, con nghe nè chú. Cậu đang ở đâu? Dạ, con đang lái xe. Chạy tới nhà tôi, đưa Kim Cương tới trường tìm Ruby, nhanh lên. Nó đã ra ngoài tìm em. Tôi không tin là kẻ xấu sẽ không theo dõi và làm hại nó. Dạ, con đang trên đường tới. Mà bây giờ tối rồi, sao lại tới trường hả chú? Cậu đừng có hỏi nhiều. Tới đi rồi biết. Kim Cương nó đang đứng ở trước cổng đó. Nó có thừa sự cố chấp mà. Nếu chưa tìm thấy Ruby thì chắc chắn đêm nay nó sẽ không ngủ được. Dạ. Cao Bằng và Dương Dũng đi đâu mất tiêu rồi? Tôi bị không biết đường về. Nếu mà đi lạc thì không biết làm sao nữa. Không được rồi, mình phải tự đi tìm mới được. Kim Cương, sao cô lại ở đây? Anh có thể nào giúp tôi gọi một chiếc taxi được không? Bây giờ tôi đang có việc gấp quá. Anh giúp tôi được không? Ở đây không dễ đón đâu. Lên xe tôi chở đi. Mà ba mua sinh nhật cho mình lúc mình 10 tuổi. Vừa mới hồi nãy mình còn nghe đây mà. Ăn từ từ thôi, coi chừng mất nghẹn bây giờ. Có sao không vậy? Có sao không? Có sao không? Cũng tại mình hết. Ham ăn chi rồi giờ mới vậy á. Mất sợi dây chuyền đó rồi giờ phải nói với ba làm sao đây? Thôi mình đi. Đi em. Hai chị em lên xe đi. Nếu con giống ba có phải tốt hơn không? Mỗi lần nhìn thấy con, ba lại nổi lên cơn tức giận với người đàn bà đó. Cô ta sẵn sàng ẵm 10 tỷ quăng lại đứa con rứt ruột của mình sinh ra mà không chút thương tiếc.
cô ta đã đi đâu suốt 18 năm qua mà chưa một lần xuất hiện. Trời ơi, thấy ghê quá vậy. Có gì đẹp đâu mà thiên hạ thích dữ vậy trời. Đều thấy ghê. Để coi mình bán nó xong mình mua cái gì ăn đây. Có tiền mình cất ở đâu? Ông già mình mà không biết hả? Là ông sẽ moi ra rồi ông đi uống rượu hết. Từ đó giờ mình không biết có món gì ngon mình chưa được ăn không. Vịt quay, heo quay thì mình cũng ăn hết rồi. Người ta cúng mình ăn ngập mặt. Thôi, nếu như mà mình bán sợi dây này, mình sẽ trích ra một ít tiền, mình mua thuốc cho ông già trị bệnh hen suyễn. Mấy bữa nay thay đổi thời tiết, thấy ông cũng nặng nặng hơn. Lần sau á, nếu mà xảy ra chuyện như vậy, em nên gọi taxi về thẳng nhà. Chị hai sẽ trả tiền cho em. Không ai la mắng em hết, em biết chưa? Thì tại em sợ dì Hà Băng làm khó chị hai, cho nên kể từ ngày mai chị không muốn em đi học trường nội trú nữa. Chị hai sẽ xin với ba chuyển em về lại trường quốc tế trước đây em đã học. Ở đó có xe đưa đón đàng hoàng, như vậy cũng sẽ tiện hơn, em hiểu không? Anh cũng đói rồi. Anh không biết là hai chị em thích ăn gì, cho nên là anh mua đại. Có mấy món thôi. Thôi hai chị em ăn đi. Dạ em cảm ơn anh. Chị hai, ảnh là ai vậy? Em chưa gặp lần nào hết. Bạn học hay bạn trai gì vậy? Cái nhỏ này bậy à. Em đừng có hiểu lầm. Ảnh tên là Vĩnh An, là nhân viên mới trong công ty của ba. Thời gian gần đây ảnh hay đến nhà mình làm dự án chung với ba, cho nên chị thường xuyên gặp ảnh. Em cũng biết khu nhà mình khó đón taxi, chị vội quá không đem điện thoại theo. Cũng may nhờ có anh Vĩnh An chở chị tới trường đón em á. Em cảm ơn anh Vĩnh An nha. Tại em mà phiền anh như vậy. Có gì đâu, khỏi cảm ơn anh. Em hãy cảm ơn một người chị mà đã hết mực yêu thương em á. Em biết mà, chị hai á lúc nào cũng yêu thương em hết. Nhiều khi em nghĩ á, cuộc sống em mà không có chị hai, em không biết em sống làm sao nữa. Chị hai là nguồn sống của em á. Nhỏ này, con nít mà bày đặt, ăn nói già dặn quá. Không phải em đói lắm hay sao? Còn không lo ăn đi. Đúng rồi đó, em ăn đi cho nóng nha. Em ăn nha. Ừ. Em ăn đi. Hơn 10 tuổi em và anh đã biết nhau rồi. Cho dù chỉ lớn hơn em có 5 tuổi thôi, nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho em rất nhiều, chẳng kém gì sự lo lắng của ba dành cho em. Giữa lúc em cô đơn nhất và sợ hãi trong căn nhà rộng lớn đó, thì anh luôn che chở cho em. Em luôn coi anh như một người anh trai của mình, anh có hiểu không? Không thể như vậy được. Chẳng lẽ tình cảm của mình dành cho cô ấy bao nhiêu năm nay chỉ giống như tình cảm của anh trai dành cho em gái thôi sao? Vậy còn Vĩnh An, tại sao em có thể dễ dàng lên xe của Vĩnh An như vậy? Không lẽ là Vĩnh An? Không, mình không thể nào nghĩ về bạn bè như vậy được. Nhưng nếu thực sự Vĩnh An và Kim Cương, hai người đó có gì đó với nhau thì mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Kim Cương cũng chưa biết là tới giờ mình. Tình cảm từ trước tới giờ mình dành cho cô ấy không phải là em gái và anh trai thì sao đây?
mày đang ở đâu vậy? Câu này tao hỏi mày mới đúng. Mày đã hẹn với tao có mặt tại nhà chú Thiết để bàn công chuyện. Tao chờ mày cả buổi mà không thấy tới. Tao xin lỗi nha. Có chuyện đột xuất xảy ra, tao sẽ đích thân giải trình với ông chủ. Nếu bây giờ mày rảnh gặp nhau cũng được mà. Không cần đâu. Sau giờ làm việc thì mỗi người cũng cần có không gian riêng mà, có đúng không? Mày cứ lo việc riêng của mày đi. Chào. Cao Bằng đã đến kịp lúc, cho nên người của chúng ta không cần phải ra tay. Bà chủ và cậu Thạch Anh đều bình an vô sự. Cao Bằng đã biết được sự có mặt của Phèn, Thảo Loan không sai chứ? Có thể thôi ông chủ, không chắc lắm, bởi vì cả hai không biết mặt của nhau. Ông chủ à, dạo này thằng Quay nó không có động tĩnh gì hết, không biết là nó đang hoạt động ngầm hay là đã bỏ cuộc. Thằng A Quay thì không cần phải quan tâm tới lo, lo chỉ là con chim mồi thôi. Cần thì mình tóm lấy lo, còn không thì lo cũng chỉ là một thằng vô dụng. Nếu mình không ham ăn, không quá đói thì sợi dây chuyền ba tặng đã không mất rồi. Nếu mà ba hỏi thì mình biết phải trả lời làm sao đây? Bây giờ không biết tìm lại ở đâu nữa. Dạ con mời vô. Ba. Hôm trước gia đình có chuyện, mọi người bận quá nên đến đón con trễ. Con cũng đừng có buồn, mà cũng đừng để tâm trách dì Hà Băng. Không phải là lỗi của dì ấy đâu. Dạ, con không có dám phiền trách ai hết đó ba. À, ba sẽ mua cho con một cái điện thoại, sau này có việc gì con cứ gọi về nhà. Mua điện thoại cho con hả? Ừ. Dạ không cần đâu, con vẫn ổn mà. Với lại con hay ở trong nội trú, đâu có ra ngoài đâu mà cần điện thoại à. Ba biết con ngoan và không xê xua bao giờ. Việc đưa con vào nội trú cũng là điều bất đắc dĩ để tránh những xung đột giữa con và Thạch Anh. Cũng là vì muốn tốt cho con, ba mong là con hiểu. Nhưng nếu con không muốn, ba có thể chuyển con về trường cũ. Dạ thôi ba. Con cũng thích mà. Với lại trường nội trú cũng hợp với con hơn nữa. Con không sao đâu ba, ba đừng có lo cho con. Con biết là ba còn bận nhiều việc lắm. Được rồi, nếu như con cần thêm gì thì cứ việc nói với ba. Giờ ba có chút việc ở công ty phải đi rồi. Dạ, ba cứ lo công việc của ba đi. Con không có sao đâu. Con ngoan. Thực ra thì ba vẫn thương mình đó chứ. Mình vẫn chưa dám nói với ba chuyện mất sợi dây chuyền. Nếu ba biết á, liệu ba có đuổi mình ra khỏi nhà không? Anh An. Sáng nay á, Ruby trở lại trường rồi, nói nhắc anh mấy lần luôn đó. Mà không biết tại sao á, lúc Ruby ở nhà không thấy anh tới đây ha. Anh chỉ tới đây khi nào có mệnh lệnh của ông chủ, không thể tự ý tới đây được. Nhiều khi á, em không biết nếu mà mình trở thành người làm công ăn lương thì sẽ như thế nào ha. Chắc ở trên đời này không có ai giống như em đâu. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà chưa biết kiếm tiền là gì hết. Cảm giác tự chắc chiêu đồng tiền của mình ra làm sao, em muốn một lần thử á. Ngược lại, anh thấy có rất nhiều người muốn được giống như em, được sự bảo bọc của gia đình. Chứ em biết nha, ra ngoài kiếm tiền vất vả lắm đó, không có đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu như vậy á, thì em sẽ khuyên những ai có tư tưởng nhận sự bảo bọc của gia đình một câu thôi. Được người khác nuôi, cho dù là cha mẹ ruột, thì cũng chỉ là thân tầm gửi. Ba. Con. Ba,
ngày mai á con biểu diễn dương cầm ở trường. Đây á là tiết mục kỳ thi cuối khóa. Ba, ba hứa với con là ba có mặt, ba nhớ không? Ba nhớ rồi. Ba sẽ cố gắng đến chung vui với con. Thôi thưa ba con đi học. Em đi nha. Nó có vẻ thân với cậu. Ít ai có thể khiến Kim Cương tươi cười đến như vậy. Dạ không đâu, chắc là do cô ấy lịch sự thôi. Chúng tôi cũng vừa mới quen nhau thôi mà. Hình như trên xe còn có một người khác. Không chỉ có em với cuốn sách vô vị đó đâu. Em không thể bỏ cuốn sách xuống được sao? Anh nói cuốn sách của em vô vị, vậy anh chứng minh coi anh thú vị hơn nó ở chỗ nào. Em sẽ nghe lời anh. Có nhiều điểm lắm đó. Anh sẽ cho em một cơ hội để từ từ tìm hiểu. Nhưng mà hình như em quá ngây thơ, em không biết nắm bắt thời cơ. Anh có nên tội nghiệp cho em không đây? Cái gì? Tội nghiệp cho em hả? À, hôm qua hình như một lần nữa em làm cho chú Thiết buồn đó. Không phải, Ruby đứng trước cổng trường đợi cả mấy tiếng đồng hồ mà cả nhà không ai chịu đi tìm nó hết. Nếu em không tới á, thực sự em không dám hình dung là sẽ xảy ra chuyện gì với Ruby nữa. Mà anh á, ngày thường thì lúc nào cũng lẻo đẻo theo em, hễ em đi đâu là có anh ở đó. Vậy mà lúc em cần anh á, sao anh không chịu xuất hiện? Nếu tối hôm qua không có sự giúp đỡ của anh Vĩnh An, thiệt em không biết xoay sở làm sao luôn á. Quá ra là như vậy. Chỉ cần một thời khắc sai lệch thì tất cả mọi chuyện sẽ quán chuyển theo một hướng khác. Có lẽ anh bỏ qua một cơ hội bằng vàng mà anh không hề hay biết. Nói gì không hiểu gì hết. Em đi học nha. Kim Uyên nè, biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Thì ra bữa đó anh Dương Dũng có mặt tại điểm cắm trại không phải là chuyện tình cờ, mà là nhà trường thông báo cho ba của bạn biết đó. Nhà trường thông báo cho ba của mình hả? Bạn có nghe lầm không? Sao mà lầm được, nhưng mà nhà trường hoàn toàn có lý do để làm điều đó. Thứ nhất ha, chuyện mà bạn bị bắt cóc lần trước á, trách nhiệm không đổ xuống nhà trường là may lắm rồi. Thứ hai, cái chuyến đi đó gia đình bạn đâu có đồng ý đâu. Có lẽ số mình là như vậy rồi. Vừa mới thoát khỏi cánh cửa gia đình đã đâm sầm vào một bức tường khác. Sự quản lý của nhà trường này còn gay gắt hơn hồi mình học ở Singapore nữa. Thôi bỏ qua đi. Sắp tới nhà trường có dựng một vở nhạc kịch, mình tính xin vai. Bạn thấy được không? Trời ơi, có giọng hát hay giống như bạn, học nhạc kịch là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Mình đó, ước sao có được sự tự do để có thể làm điều mình thích. Nhưng mà thôi, bạn đừng buồn nữa. Số tiền đầu tư đầu tiên đã được chuyển thẳng vào tài khoản của Thủy sản Hoàng gia. Họ có hồi đáp gì không? Ngoài thông báo đã nhận được, họ còn gửi tất cả các hợp đồng và một số quyền kinh doanh được sang nhượng lại cho chúng ta. Tôi đã kiểm tra và chắc chắn là họ sẽ không giở trò. Tốt lắm. Cậu nghĩ với $1,000,000 đó, trong vòng 6 tháng chúng ta có thể lấy được vốn về không? Theo con thấy, với tình hình hoạt động kinh doanh thuận lợi như thế này thì chỉ 3 tháng là cùng thôi chú. Đừng xem thường đối tác. Dẫu sao bọn họ cũng ở vị trí chủ nhà, tình thế sẽ chuyển như thế nào phải đợi đi đến nửa đường mới có thể đoán được nó. Tôi sẽ thu thập thêm một số tài liệu liên quan đến những đối tác khác của Hoàng gia ngoài chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên liên hệ với tất cả những người này. Chỉ có như vậy mới hoàn toàn nắm được Hoàng gia ở trong tay.
Cậu có biết Thạch Anh nó thích loại xe nào hay không? Dạ, loại xe màu trắng, nhưng mà phải đắt tiền. Ừ. Bà chủ à, bà chủ có hỏi ý kiến của ông chủ chưa vậy? Hỏi ý chuyện gì? Ý tôi muốn nói là chuyện đi mua xe mới đó. Nếu như chỉ vì chiều cậu Thạch Anh mà làm như vậy, tôi e là ông chủ sẽ khó chịu đó. Từ khi nào cậu cho mình cái quyền xen vào cuộc sống của tôi vậy? Tôi chỉ muốn khuyên bà chủ, tất cả tập trung vào mục tiêu chính, đừng nghĩ tới những chuyện ngoài lề. Có khi là chuốc họa vào thân mà chẳng được gì đâu. Tất cả vì mục tiêu chính sao? Luôn cả chuyện quan tâm tới con gái của kẻ thù cũng là mục tiêu chính à? Cậu đừng tưởng những gì cậu làm tôi không biết. Chẳng qua là tôi không nói để đỡ phiền phức thôi. Từ nay về sau, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Đổ thôi đi tìm kiếm. Đặc biệt, người ta nói Kính Long chủ chính là người sở hữu viên kim cương đó. Vậy à? Tại sao họ lại nghĩ là tôi? Tôi cũng không nắm rõ. Tuy nhiên, tôi không biết nó giá trị đến mức nào, nhưng mà khiến mọi người trở mặt với nhau. Vậy chú có thể tìm hiểu xem ai là người tung tin đó nhé. Hình như không phải bắt đầu từ những người ở trong nước. Có thể cái tin này từ một kẻ có cái tên là Châu Sơn Hèn. Sao? Chú nói sao? Châu Sơn Hèn? Dạ. Tôi không muốn làm anh phải khó xử. Có phải anh sợ nếu anh tỏ ra quen biết tôi, dì Hạ Băng sẽ gây khó dễ cho anh, có đúng không? Nguyên nhân nào khiến anh ở với dì? Anh không có gia đình hả? Vết thương của cô lành hẳn chưa? Lành hẳn rồi. Hôm trước tôi có nói, nhưng chỉ tại anh không muốn nghe thôi. Đứng trên cao nhìn xuống, có cảm giác tất cả đều nằm dưới chân mình. Cô biết không, cách đây 10 năm tôi rất thích cảm giác này. Tại sao? Vì có thể chinh phục được mọi thứ, có đúng không? Tôi từng nghe ba tôi nói rất thích nhìn ở trên cao xuống, giống như nắm được mọi thế cờ ở trong lòng bàn tay vậy. Nhưng tôi á, lại thích nhìn sự việc ở cặp mắt ngang bằng với nó. Có thể lựa chọn, cũng có thể công tâm hơn. Cô tin là có sự công tâm trên thế giới thì thật sao? Tại sao không chứ? Khi chúng ta đối với nhau bằng tình người, tôi tin sẽ nhận lại được tình cảm tốt đẹp nhất. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng mất niềm tin với điều đó. Kể cả khi em gái của cô xem người đàn bà đó là mẹ của mình hay sao? Trong khi bà ta đối xử tàn nhẫn với cô bé, thậm chí coi cô bé như một kẻ ăn mày. Anh... Nè, cô đừng để cảm giác tin tưởng đó đánh lừa cô. Không có sự công bằng đích thực nào cả. Cho đi một thứ chưa hẳn là nhận lại thứ tương đương được đâu.
Cô có thông tin gì về kẻ bắt cóc tôi chưa? Thật ra tên chuột nhắt không có gì đáng nói. Hắn dám làm như vậy là do hắn vô tình biết bà chủ đang là vợ của bố già Thiết. Chúng đang ráo riết săn lùng những kim cương xanh mà chỉ có bố già mới biết được nó đang ở đâu. Tôi bắt đầu có ấn tượng về cô rồi đó. Bà chủ quá khen. Tôi làm được như vậy một phần cũng là nhờ mạng lưới của ông chủ cài đặt. Nghĩa là ngoài cô ra thì ông chủ có tai mắt khắp nơi. Còn chuyện tôi yêu cầu cô xử lý đã tới đâu rồi? Nếu Cao Bằng thực sự là kẻ phản bội thì tôi nghĩ nên báo lại để ông chủ xử lý. Tôi đã theo dõi anh ta từ lúc tôi nhận lệnh của bà, nhưng không phát hiện bất kỳ điểm khả nghi nào. Vì vậy, với chừng đó chứng cứ, tôi e là không thể kết tội anh ta là kẻ phản bội được. Tuy là yêu cầu cô theo dõi, vì làm sao cô hiểu rõ cậu ta bằng tôi được. Thôi được rồi, nếu cô cảm thấy chưa đủ chứng cứ thì tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến khi bằng chứng được phanh phui. Cô thấy thế nào? Tôi đã nói với cậu rồi, trong ngày hôm nay phải liên lạc với ban giám hiệu nhà trường làm thủ tục cho cô Ruby. Một tháng về nhà một lần. Tôi không thích nhìn thấy mặt nó trong nhà này nữa. Bà chủ à, có nhất thiết phải làm như vậy hay không? Ruby hoàn toàn vô hại với bà mà. Nó không làm hại tôi được, nhưng nó gây chướng mắt cho tôi. Có phải cậu nói tôi nhỏ nhen? Trong chuyện này tôi hoàn toàn có lỗi đúng không? Bà chủ à, bà chủ đừng quên mục đích của chúng ta khi bước chân vào căn nhà này. Hoàn toàn không phải vì những chi tiết vụn vặt như thế này. Cao Bằng, có phải cậu đang dạy khôn tôi không? Cậu nên nhớ thực tế thân phận của mình là gì. Bà chủ à, tôi biết và tôi hiểu. Tôi không cần bà nhắc, nhưng tôi chỉ muốn nói với bà một điều. Đối phó với một đứa con gái mới lớn như Ruby chẳng có lợi ích gì cho chúng ta. Chuyện ông chủ giao phó mới là chuyện lớn. Tôi nghĩ không thể xen cảm xúc cá nhân của bà được. Cậu nên biết thân phận của mình và vị trí của mình ở đâu mà dám nói với tôi câu đó hả? Bà chủ à, lúc ông chủ giao nhiệm vụ cho tôi đi cùng hỗ trợ bà, ông chủ đã hết sức căn dặn tôi. Tôi cần phải ngăn ngừa những chuyện tôi cảm thấy không phù hợp. Ngay cả bà chủ cũng không ngoại lệ. Thì ra tiếng xưng hô bà chủ của cậu đó chẳng qua chỉ là khách sáo thôi sao? Còn thực tế, ngay cả một tên vệ sĩ như cậu cũng có thể dạy đời tôi, bắt tôi phải làm theo ý của cậu. Tôi không dám. Tôi xin lỗi bà chủ. Tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi. Tôi xin phép bà. Nghe nói hôm nay em tham gia biểu diễn ở trường đúng không? Phải, em đã mời ba và ba cũng hứa là sẽ đến á. Em có mời chú luôn hả? Ừ. Anh nghĩ là không nên đâu. Tại sao? Có gì á, chú đi làm đã cực khổ lắm rồi. Ừ. Bây giờ nghe tiếng đàn của em, lỡ nhưng mà cái chứng nhức đầu của chú tái phát lại thì khổ lắm. Anh đó nha. Dám chọc em hả? Ai nói với anh là mỗi lần nghe tiếng đàn của em là chứng đau đầu của ba em tái phát? Quên ngay đi nha. Anh không biết đó thôi. Nhờ tiếng đàn của em á mà ba em đã chữa dứt được bệnh nhức đầu á.
Anh thì chỉ nghĩ ngược lại. Gì? Vì đang yên đang lành, tại nghe tiếng đàn của em cho nên chú bị... Bị gì? Bị sao? Thì bị chóng mặt nè, nhức đầu nè, rồi muốn ói anh... nè, rồi xỉu nè. Hả? Anh nói thật, anh mà tiếng đàn kinh khủng. Anh dám nói tiếng đàn vậy kinh hả? Khủng mà. Anh Dũng nè. Anh Dũng đứng lại. Tại ảnh chọc tôi đàn dở cho nên là tôi... Cô cứ tự nhiên đi, tôi xin phép. Anh... Nha. Thiệt là ngầu mà. Đừng có quên, mình cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi. Đừng tỏ vẻ phách lối vậy. Người ta đâu có đụng chạm gì tới anh đâu. Sao mắc mớ gì phải nổi giận vậy? Em thấy anh luôn kỳ thị Cao Bằng đó nha. Dù sao, ảnh cũng là cháu ruột của dì Băng. Bộ anh không sợ dì Băng hay sao mà đụng chạm tới cháu của dì ấy vậy? Nè, ai nói là anh kỳ thị? Coi thái độ đi, coi thái độ của anh ta kìa. Thậm chí là thấy chú Thí trong nhà mà hắn ta cũng không coi ra gì hết. Lúc nào cũng tỏ vẻ thái độ lạnh lùng như tượng đó. Anh vô lý quá. Vậy chứ còn anh thì sao? Anh có nể nang em chút nào không? Nếu em mà mét ba hả, là lúc nào anh cũng bắt nạt em. Anh nghĩ coi ba có để cho anh không hả? Còn dám nói em đàn dở hả? Được rồi, bữa nào em sẽ nói với ba hả, là bắt anh nghe từ sáng tới tối, từ hôm nay qua ngày mai luôn cho biết. Anh xin em, anh mà nghe nhạc của em chắc là anh bị lông ốc quá. À, nói nghe nè. Gì? Nhưng mà thực sự là tối nay không có muốn mời anh tới tham dự hả? Gì? Hey, em nghĩ là anh không có thích đâu. Anh thường nói mà, âm nhạc á đâu có thích hợp với anh đâu. Biết là không hợp rồi đó, nhưng mà nhiều khi anh coi lại thái độ của người ta mời mình. Nếu mà chân thành á thì anh cũng nên suy nghĩ lại một chút. Cái gì? Suy nghĩ lại hả? Ừ. Nằm mơ đi. Nếu phải nghe em đàn cả đời, anh cũng cảm thấy đó là một ân huệ, chứ không bao giờ là tra tấn cả. Em không hiểu điều này sao Kim Cương? Tao nhớ thật anh, mày bí mật làm nó về đây cho tao có lượt không? Dạ được chứ, thưa ông chủ. À ông chủ à, có cần đưa bà chủ tới đây luôn không ông chủ? Tao nói mày không hiểu à? Cái chuyện nhớ của tao chỉ duy nhất dành cho Thạch Anh. Trong lầu tao không nhớ bất kỳ một ai khác. Dạ nhưng mà bà chủ là... Giang hồ không có bi lụy. Muốn làm chuyện lớn là phải hy sinh, không lược lễ cho làng bà dương bận mình. Hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi thưa ông chủ. Lo nghĩ cách đưa Thạch Anh về đây cho tao. Tuyệt đối bí mật, không được làm thằng nhỏ kinh động, hiểu chưa? Dạ thưa ông chủ. Ông chủ có dặn dò gì nữa không? Dạ, chào ông chủ. Bà chủ, thời gian này tôi thấy không thích hợp để gặp riêng. Cả tôi và bà nên cẩn trọng một chút. Rốt cuộc nhiệm vụ mà tôi giao cho cô đã làm tới đâu rồi? Chứng cứ phản bội của Cao Bằng, tôi cần nó trong thời gian sớm nhất. Hoặc là dựa vào những lý do của tôi, đề nghị ông chủ trừ khử hắn càng sớm càng tốt. Xin lỗi bà chủ, tôi không thể nào nghe theo lệnh của bà. Như tôi đã từng nói, tôi chưa tìm thấy được chứng cứ chứng minh Cao Bằng đang phản bội. Và những lý do bà đưa ra tôi cảm thấy chưa đủ thuyết phục. Vì chưa vậy... đủ thuyết phục? Cô muốn như thế nào thì mới gọi là thuyết phục đây? Cậu ta luôn cản trở tôi. Nếu như không phải vì cậu ta thì tôi đã hoàn thành kế hoạch này từ lâu rồi. Tôi sẽ trình bày hết những ý kiến này với ông chủ. Còn việc có xử lý Cao Bằng hay không, xin lỗi bà, tôi chỉ nghe theo lệnh của ông chủ mà thôi. Hãy
Chào cô Thạch Anh. Ông chủ dặn tôi tới đây để đón cậu. Ba tôi? Dạ đúng rồi. Sao tự nhiên hôm nay ông nổi hứng chăm sóc tôi vậy? Thường ngày là mẹ tôi đón, hoặc là người của mẹ tôi tới đón tôi mà. Chắc tại vì ông chủ ông có chút chuyện, ông muốn gặp cậu, cho nên là tôi tới đây đón cậu qua chỗ ông chủ luôn. Dạ. Chở tôi tới chỗ của ổng luôn hả? Không lẽ ổng đồng ý cho tôi mua xe hơi hả? Đúng rồi. Chắc là ông chủ ông muốn mua xe cho cậu á, cho nên ông chủ tới salon chờ cậu. Bây giờ kêu tôi chở cậu tới đó luôn. Đi. Đương nhiên không có chiếc nào bằng cái chiếc tôi chọn hết. Dạ đúng rồi. Thôi mình đi cậu. Đi. Con ăn từ từ thôi, còn rất nhiều món ba gọi thêm đó. Dạ. Ba ăn đi. Để nó nguội hết rồi nè. Ừ. Ba đang vui, uống ly rượu này ba thấy rất là ngon. Lâu lắm rồi con không thấy ba thoải mái giống như vậy. Hồi nãy ba thấy con diễn như thế nào? Con đàn rất tốt. Ba vẫn thấy con hợp với Dương Cầm nhất, vì lúc đó nhìn con rất giống... giống mẹ phải không? Lúc trước mẹ con tuy là không biết đàn, nhưng rất mê Dương Cầm. Khi có thai con, mẹ con đã chạy đi sắm một cây đàn cũ, chỉ với mong ước là con làm quen với đàn từ lúc nhỏ. Bây giờ tâm nguyện của mẹ con đã thành hiện thực rồi. Bà chỉ tiếc là mẹ con đã không còn để được chứng kiến con trở thành một nghệ sĩ. Cây đàn mẹ con mua năm nào ba cũng không giữ lại được để làm kỷ niệm. Ba thật là vô dụng quá. Ba, nếu chỉ vì con học đàn mà ba nhớ lại chuyện quá khứ rồi buồn phiền tự trách mình nữa, con sẽ cảm thấy không thoải mái đâu. Ba xin lỗi con. Sau này ba sẽ không nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Không để cho con buồn. Thôi con ăn đi. Dạ nè ba. Cảm ơn con. Ba cũng ăn chút gì đi. Để uống rượu hoài xót ruột á. Ba. Con có chuyện này muốn nói với ba, nhưng mà nếu mà ba không vui á thì con sẽ dừng lại ngay. Có chuyện gì con phải nói cho ba biết thì mới biết chuyện vui hay buồn chứ. Ba, lúc em Ruby bị bỏ lại trường á, không may bị bọn người xấu nó lừa mất sợi dây chuyền. Ruby á, nó rất là sợ và lo lắng đó ba. Sợi dây chuyền gì hả con? Thì sợi dây chuyền ba tặng cho Ruby lúc nó mới 10 tuổi á. Bao nhiêu năm qua nó luôn xem đó là báu vật của nó. Nó đi đâu làm gì nó cũng giữ bên mình. À, thì ra là vậy. Nhưng mất rồi thì thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Hay con muốn ba cho người đi tìm sợi dây chuyền cho Ruby? Ba, điều mà con muốn nói á chính là Ruby lúc nào cũng trân trọng món quà mà ba tặng cho em ấy. Tuy là Ruby được sinh ra không phải từ tình yêu của ba và người đó, nhưng em con đâu có lỗi gì đâu. Ruby xứng đáng nhận được sự quan tâm nhiều hơn của ba, đúng không ba? À, được rồi, ba sẽ tìm món quà khác để tặng cho Ruby. Thôi con ăn đi. Cả ngày hôm nay con chơi đàn cho trường, chắc cũng mệt và đói bụng lắm rồi. Con ăn đi. Nè, ba ăn nè. Ừ. Đây. Cho con gái. Ăn đi con. Cảm ơn ba. Mời cậu vô nhà. Ủa, chú kêu là chở tôi tới salon gặp ba mua xe hơi mà, chở tới đây chi vậy?
Thì bây giờ mình vô nhà gặp ông chủ, sau đó rồi mình tới salon coi xe ô tô sao cũng được. Tôi không gây nguy hiểm cho cậu đâu, nghe cậu yên tâm. Ba tôi đâu? Thành Anh. Ông chủ đây rồi. Tới rồi hả con? Ông là ai vậy? Kỳ phách lắm. Quả là hổ phụ sinh hổ tử qua khác. Cái gì vậy trời? Bộ ông muốn ăn hiếp tôi hả? Tôi nói cho ông biết nha, ba tôi là bối già thiết đó, đừng đụng với tôi. Phỏng tay biết không? Vẫn là có phong cách. Tôi khoái cậu vô đó nghe. Đừng nhiều lời. Giờ tôi hỏi ông, ông là ai? Ông mà không trả lời tôi la lên đó. Được rồi, được rồi, đừng có quá lo sợ. Tôi là bạn thân của mẹ cậu, cứ yên tâm vô nhà đi. Bạn mẹ tôi? Ủa chú, chú kêu là tới gặp ba tôi mà. Ông ở đây á, vừa là bạn của mẹ cậu, cũng vừa là bạn của ba cậu. Nè 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 nè, ông á, là chủ một salon ô tô đó nghe. Bây giờ cậu vô trong đó tham khảo ý kiến của ông, rồi mình đi mua xe sau ha. Phải rồi, tôi sẽ tư vấn cho cậu. Là tôi hứa là mai mốt cậu lũ tuổi lắm, tôi sẽ tặng cho cậu một chiếc siêu xe. Ông thật là hào phóng, đâu giống ba tôi đâu. Đòi ông mãi, ông mới chịu mua cho tôi một chiếc xe vừa ý. Thôi bây giờ tôi lừa cậu vô nhà, tôi sẽ cho cậu coi một bộ sưu tập hình ảnh của tất cả loại xe lời mới nhất. Cậu tha hồ mà lựa chọn luôn ha. Chuẩn bị những món ăn mà cậu Thạch Anh thích nhất, để cậu Thạch Anh vừa ăn vừa coi hình ảnh của bộ sưu tập xe, rõ chưa? Dạ thưa ông chủ. Mình vô nhà. Đây để tôi cầm cho cậu. Trời ơi, sống như vậy làm sao mà sống được? Không có rồi làm sao mà sống đấy? Trời ơi là trời ơi. Cha, rượu rượu, tiền rượu. Nè cha ăn đi. Sáng giờ ở trong bụng chỉ toàn men không đúng không? Có cái gì bỏ vô miệng đâu. Cha nhắm chịu đựng được bao lâu? Nếu mà có xảy ra chuyện gì á, con không có tiền đưa cha vô bệnh viện đâu à. Tao không ăn. Xin mày có mấy chục ngàn à, để mua mấy xì rượu mày cũng tiếc với tao. Mày bỏ tao được mày bỏ luôn đi, bỏ tao cũng bơ cũng bớt đi, đừng có nói cái dòng trách nhiệm nữa làm gì nữa. Tiền thì không có để thuê phòng trọ, cha thấy lang thang bờ bụi cả tháng trời chưa đủ mệt hay sao? Tôi làm gì đó tiền? Cha ở đó không trách móc, móc túi người ta. Ban ngày á phải đi xin người ta rửa chén mướn khuân giác, vậy mà người ta còn không chịu nữa, lấy đâu mà ra tiền cho cha nhậu? Mày đừng có chảo. Mày có tiền mua bánh mì nè, tại sao mày không có tiền đưa cho tao nhậu? Mày tưởng tao là con nít hả? Cha không ăn thì thôi. Bánh mì này tôi phải vô xin năn nỉ cái cô bán bánh mì là đem gì cho cha, tôi sợ cha đói. Chứ sáng giờ tôi có gì bỏ bụng đâu. Thôi cha ráng đi, tôi cũng dò hỏi rồi. Người ta nói có mấy khu nghĩa địa cũng lớn, ở đó người ta mướn người canh mộ, đào xác, lấy cốt, này nọ đủ thứ hết. Tôi với cha tới đó, mình làm nghề cũ, rồi mình dựng cái lều, mình ở đại là xong. Tao thích cái mùi nghĩa địa, tao không chịu nổi những cái mùi ở đây. Cha ăn đi.
Tao không ăn. Alo. Kim Cương hả? Bà biết tin gì chưa? Tin gì? Hình ảnh buổi biểu diễn của tụi mình á, vừa được cập nhật trên website của trường rồi đó. Vậy hả? Ừ. Nhanh vậy sao? Mình biểu diễn 3 tiết mục. Mệt quá cho nên không có thời gian chụp ảnh với nhóm với mọi người. Tiếc thiệt á. Bạn còn nói nữa hả? Tiết mục của bạn á là hoành tráng nhất luôn đó. Ai cũng canh tỉ hết. Vậy hả? Ừ. Kim Cương à, mình thấy bạn có vẻ hợp với khoa Dương Cầm hơn á. Bạn có nghĩ là bạn chuyển hẳn sang khoa bên đó học không? Không đâu. Mình học qua Dương Cầm á là vì sở thích của mẹ mình. Ừ. Mình á thích violon. Và mình cũng hy vọng là sẽ theo đuổi được sự nghiệp sáng tác. Mình thích viết nhạc hơn. Bạn giỏi mà. Cái gì mà làm không được. À phải rồi, tuần sau trường có sắp xếp buổi phỏng vấn với báo âm nhạc. Có cả tên Kim Cương nữa. Bạn chuẩn bị tinh thần nha. Ừ. Bye bye. Ừ, bye bye. Rồi. Dạ thưa ông chủ, có cô Phan tới. Cho lên. Dạ. Dạ thưa ông chủ, cô Phan tới rồi. Ông chủ gọi tôi gấp như vậy có chuyện gì không? Lần này cô làm việc có vẻ kém. Cô cũng muốn quay trở về bển không? Tôi vẫn đang theo dõi sói đực. Nhưng tôi không có thói quen kết luận khi sự việc chỉ là nghi ngờ. Hay là nhiệm vụ theo dõi sói lực cứ giao lại cho chết. Tôi và cô cùng bay về bển. Ông là ông chủ, ông muốn như thế nào là quyền của ông. Nhưng với một nữ sát thủ như tôi không muốn chết hèn dưới tay của bà chủ. Do đó gái lẹp. Tôi không hề thiếu gái lẹp. Nhưng anh rất thích phong cách của em. Rất tiếc, tôi nhận tiền để thi hành mệnh lệnh giết chóc, chứ tôi không muốn mua bán cảm xúc của mình.